bộ phim Tây Du Ký đầu tiên TVB sản xuất. Khác lạ với nguyên tác. Bần Tăng pháp danh Tam Tạng, mấy người này là môn đồ của Bần Tăng. Tôn Ngộ Không siêu nhộn của Trương Vệ Kiện đã trở thành tác phẩm xuất chúng của TVB. Nhất định là My sẽ bị trừng phạt. Xin hỗ trợ coi đấy. Đón xem Tây Du Ký phát sóng lúc 21 giờ hàng ngày từ ngày 18 tháng 6 trên TV Star, SCTV 11.